Xin thân mời kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Và trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu nhanh đến với tất cả các bác và anh em một dòng loa siêu chép của hãng JBL sản xuất với model sản phẩm là ST9645. Dòng loa này thì có một cái hình thức bên ngoài rất là đẹp và độc đáo, chất âm, tiếng chép thì leng keng, tí tách, bổ trợ giải cao cực kỳ tốt cho hệ thống dàn âm thanh mà đang bị những cái tình trạng như là bí tiếng này, tối tiếng, đánh không lên được giải chép, và những hệ thống dàn âm thanh đang bị những cái tình trạng là thừa bát và thiếu chép thì có thể tham khảo với cái dòng siêu chép này của hãng JBL sản xuất. Chất âm thì hay này, và hơn nữa là có một cái mức giá rất là hợp lý để các bác và anh em ai chúng ta cũng có thể cùng nhau tham khảo được. Đây là phần củ rời của sản phẩm. Đây, mặt trước của nó thiết kế thì các bác và anh em nhìn trực tiếp như này, rất là đẹp và độc đáo như này. Bốn cái phần tai nhô ra này là chính là bốn cái lỗ để chúng ta có thể là bắt ốc khi mà chúng ta muốn độ chế thay thế vào trong thùng hoặc là đóng loa, dựng loa, có thể là bắt ốc vào bốn cái lỗ này. Đấy, bốn cái phần tai nhô ra này, trên này lại có một cái phần tai đỉnh ở đây nhá, đỉnh ở đây lại có một cái phần nhô lên như này nữa các bác và em này. Đấy, dòng loa chép hỏa tiễn côn titan này, rất là đẹp như này. Mặt trước thì có những cái đường rãnh cắt này, đường rãnh cắt này, cách điệu mặt loa rất là đẹp, hơi hướng hiện đại. Đấy, các bác và anh em nhìn rất là đẹp, quay góc nào nó cũng đẹp. Đấy, nhìn nghiêng một chút này, nghiêng bên này này. Và đây là cái phần họng loa, thiết kế họ thiết kế theo dạng to dần như này để họ phóng cái tiếng chép mở rộng ra ngoài, đấy, giúp cái không gian âm nhạc của các bác và anh em được mở rộng hơn. Họng loa này thiết kế bo tròn từ nhỏ cho đến to dần ra. Đấy, họng loa toàn bộ bằng kim loại hết các bác và em nhé. Hai phần tai loa có đánh dấu âm dương, vệt đỏ ở đây là dương này, không đánh dấu vệt đỏ là âm. Đấy, hai phần tai loa, củ từ này, đấy, củ từ rất là dày. Mặt ốp đằng sau thì là thép 7 màu không gì, và kể cả con ốc ở đây nữa các bạn nhé, con ốc này. Chính xác, có con ốc giữ ở đấy cũng là thép 7 màu không gì luôn. Dòng loa Super Chép Vocal, mua đây sản phẩm là ST9645 của hãng JBL sản xuất, hay còn gọi là JBL đấy. Đấy, trở kháng là 8 ohm, công suất là 150W các bác nhá, công suất chịu tải lên tới 150W. Thế nên là các bác phải nghe phối ghép cho bất cứ dàn âm thanh nào cũng được, chúng ta nghe nhạc hoặc là chúng ta hát karaoke mà thiếu chép thì đều có thể bổ sung, bổ trợ giải chép với loa siêu chép JBL ST9645 này vào được. Và độ nhạy của con này lên tới 92 dB các bạn nhé, độ nhạy khá là lớn đấy, 92 dB. Đây là củ rời của sản phẩm. Còn đây là cấu hình mà đầy đủ cả chân, cả bảng mạch phân tần. Đấy, chân này, bảng mạch phân tần này, chân này đứng rất là chắc các bạn nhé, các bác và em yên tâm này. Chân này em đã làm cái chân sắt là to rồi, nó không nhỏ như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì em hay làm những cái chân sắt nó nhỏ nhỏ ấy, thì nó đứng nó không được vững cho lắm. Thì bây giờ thì em sẽ làm những cái chân nó to, cái bản ngang này nó to hơn này, chân cao hơn. Thì để như này rất là chắc chắn, các bác phải không sợ bị để bị ngửa đằng sau đâu nhá. Để như này, trực tiếp nó để ở đây à, rất là chắc chắn rồi. Và em đã gắn sẵn phân tần vào chân như này. Phân tần nó sẽ có tụ này, cuộn cảm này, trở sứ này, tụ điện này, và đều có sẵn dây dợ như này hết các bác nhá. Dây dợ có đầy đủ luôn, hàn sẵn vào loa này, cũng như là em sẽ hàn một đoạn dây chờ ra để về các bác và anh em đấu vào âm ly, cục đẩy hoặc là song song từ cọc loa chính lên là sử dụng được luôn. Mạch phân tần thì nó sẽ giúp là cắt tần số, lọc tần số cho loa chuẩn xác hơn so với việc là chúng ta chỉ sử dụng mỗi tụ không thôi. Đấy, mạch phân tần nó sẽ cắt tần số, lọc tần số chuẩn xác hơn, nó cắt toàn bộ cái giải tần số thấp đi, chỉ cho cái giải tần số cao đi qua thôi, để phục vụ riêng cho loa chép. Và hơn nữa là trên mạch phân tần này còn có con tụ điện này, nó sẽ giúp là giảm bớt cường độ dòng điện đi vào loa để tránh tình trạng bị cháy loa khi chúng ta hoạt động loa ở công suất lớn các bác và em nhé. Đặc biệt là các bác và anh em hát karaoke nên đầu tư thêm một cái bảng mạch phân tần này vào, nghe nó bền, sử dụng nó bền bỉ, nghe nó hay hơn, sử dụng bền bỉ hơn. Các bác và anh em chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng. Đấy, ngay bây giờ thì em sẽ test luôn sản phẩm này để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử nhá. Sau đó thì em sẽ báo giá sau. Em sẽ test một cặp cùng hai chiếc đã có đầy đủ cả chân, mạch phân tần như này. Dây em đã đầu sẵn vào âm ly rồi, đầu sẵn vào chiếc âm ly Sony TA3650 này các bác và em nhá. Bây giờ em chỉ việc bật nhạc lên thôi. Xin mời tất cả các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm. Thank you.
như vừa xong em test thì theo như em cảm nhận là tiếng chép này nó rất là đanh sắc. Đấy, tiếng chép rất là đanh sắc, rõ ràng nhưng mà nó không gây ra cảm giác chói tai. Trực tiếp là em đang ngồi từ chiếc loa này ra đến chỗ em ngồi nó chỉ cách độ khoảng 30 phân thôi, nhưng mà nghe nó không bị cảm giác chói tai, nghe nó rất là nịnh tai các bác và em nhé. Và không biết là ý kiến của các bác và anh em như thế nào về dòng loa siêu chép JBL ST9645 này, thì rất mong các bác và anh em có thể để lại những cái ý kiến nhận xét đánh giá riêng của mình dưới phần bình luận của video này nhá. Và ngay bây giờ thì sẽ thông báo mức giá của sản phẩm để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo. Đầu tiên là về phần củ rời một cặp cùng hai chiếc như này, một hai củ rời không nhá các bác và anh em nhá, mức giá là 750.000 đồng một cặp củ rời, có đầy đủ cả chân cả bảng mạch phân tần, đã có sẵn dây dợ như này. Như vừa xong em test thì có mức giá là 900.000 đồng, 900.000 đồng một cặp hai chiếc các bác và em nhá, đầy đủ chân này, bảng mạch phân tần và loa đi kèm với đó là dây chờ như này nữa. Toàn bộ là dây chờ hàng bãi Nhật xịn để các bác và anh em chúng ta chơi nhé. Và toàn bộ mức giá vừa xong em báo đến với tất cả các bác và anh em thì là đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Các bác và anh em chúng ta nhận hàng này, chúng ta kiểm tra đúng hàng, đúng như mẫu mã mà phụ kiện audio quay lên giới thiệu thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Đấy. Và sản phẩm sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm để các bác và anh em chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng những cái mẫu mã sản phẩm cụ loa chép rời này, các bác và anh em chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và em xin phép là được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.